Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Super R 6.5R 2021 phiên bản màu đỏ vừa mới qua đại lý với mức giá từ là 254 triệu đồng. Cái chiếc Honda Super R 6.5R cái đời là 2021 đã nhận được rất nhiều nâng cấp tương tự như cái chiếc Super 6.5R 2021. Sau một khoảng thời gian được giới thiệu cái chiếc Super 6.5R 2021 thì Honda Nam tiếp tục ra mắt người tiêu dùng ở trong nước một cái chiếc Sportbike Super R 6.5R cái đời 2021. Về mặt cơ bản, những nâng cấp có thêm trên cái mẫu Super 6.5R 2021 đều xuất hiện trên cái chiếc Super R 6.5R 2021. Xe có kích thước tổng thể dài rộng căng lực 2150 x 750 như 1150m, chiều dài cơ sở 1450m. Nếu so thủ của Kawasaki Ninja 610 thì cái chiếc Super R 6.5R 2021 có phần bất lợi hơn khi di chuyển trong là cái khu phố đông đúc do kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở lớn hơn. Bù lại, cái mẫu xe của nhà Honda lại cho cái cảm giác ổn định và chắc chắn hơn hữu của mình di chuyển tốc độ cao. Nâng cấp đáng chú ý nhất của con chiến mã Super R 6.5R 2021 nằm ở cái phần cảm xúc trước. Honda đã tăng cường giảm xóc là từ 57mm lên thành 68mm. Đáng tiếc là cái giảm xóc mới này vẫn là lỗi không thể điều chỉnh. Hệ thống phanh vẫn ở dùng cái loại lật kẹp phanh là 4 bít đối xứng đến từ Nissin kết hợp cùng với cái phanh đi kép. Nếu như cái mẫu Nickelback Super 6.5R 2021 dùng cái cụm đèn chiếu sáng phong cách là cổ điển thì cái chiếc Super R 6.5R 2021 có cái cụm đèn trước được tạo hình cái cảm hứng từ là Fairless. Toàn bộ hệ thống đèn trên xe sử dụng công nghệ LED. Nếu so với cái chiếc Kawasaki Ninja 610 thì cái chiếc Honda Super R 6.5R 2021 có một chút lợi thế nhờ vào được trang bị hệ thống kiểm soát kéo HSTC. Người dùng có thể tắt bật hệ thống này thông qua cái nút nhấn ở cái cụm công tắc trái. Phần đuôi của chiếc Super R 6.5R cũng giống hoàn toàn như cái chiếc Super 6.5R. Cái yên là dạng 2 tầng tạo một cái điểm nhấn với những cái đường chỉ không màu đỏ. Ốp giữa hai bên trên cái con chiến mã mới này cũng được thay đổi đôi chút. Cái vị trí ổ cắm ở yên cũng được dời xuống phía dưới. Cái dạng ốp sau dạng đơn, khả năng điều chỉnh tải trước 10 cấp. Phía dưới cái yên sau này đã có thêm cái cổng sạc hội giống như cái chiếc Super 6.5R 2021. Nếu so các mẫu xe khác thì cái cổng sạc của chiếc Super R 6.5R và Super 6.5R 2021 có cái đầu ra cái dạng là Style C. Chấn bùng sau cũng được nhận về cái những nâng cấp về mặt thiết kế. Nếu so với mẫu cũ thì chấn bùng của chiếc Super R 6.5R 2021 trông đời hiện đại hơn và góc cạnh hơn. Xe tiếp tục ứng dụng cho mình động cơ cái dung tích là 650cc, 4 xăng, DOC. Có động cơ này cho ra công suất là 93,8 lực, tại vòng tua máy là 12.000 vòng trên phút. Moment xuất cực đại là 63 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 9.500 phút. Hiện tại ở Nam thì Honda đang phân phối chính hãng cho chiếc Super R 6.5R 2021 với duy nhất phiên bản tiêu chuẩn đi cùng với hai tùy chọn cái màu sơn là đỏ và đen. Chỉ mức giá bán của chiếc Honda Super R 6.5R 2021 phiên bản mới là 254 triệu đồng, tương đương hệ cũ. Mức giá này sẽ cao hơn cái chiếc Kawasaki Ninja 610 cũng là phiên bản 2021 hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, việc có thêm nhiều tính năng kiểm soát kéo đi cùng với động cơ lực 4 xăng sẽ giúp cho cái chiếc Super R 6.5R có lợi thế hơn cái hộp của mình một chút. Cảm ơn các bạn đã giải thích ngày hôm nay. Tiếp nhớ like, share, subscribe.